Sáng 11 giờ ngày Chủ nhật, tức là ngày 24 tháng 3 tới đây các bạn, thì trước mặt Phước Lộc Thọ tổ chức một cái đại lễ khánh thành trụ cờ Việt Nam Cộng Hòa. Tôi sẽ có mặt ở đó lúc 11 giờ sáng các bạn đến 3 giờ. Tôi mời các bạn gần xa đến đó chơi nha, nhất là những cái bạn ở Cali chịu khó tới đi, vui nha. Tôi ở Canada tôi còn đi được cơ mà. Bây giờ tôi đang ở Washington, mới đổ xăng nha, mới đổ xăng. Đang ở một cái cửa hàng coi như là Tulalip Market để mua vài cái snack nhà nhà cho nó vui. Đó, hay chưa? Tôi chỉ cái địa điểm cho biết là như nữa, Washington nha. Trời ơi, hồi nãy đi qua Washington không biết đi đụng cái cục đá nào nó bay bể mẹ cái kiến. Kiểu này chắc bị đền rồi. Đây nè. Bây giờ trời ơi là trời, xa xem vượng đây. Mà bể kiểu này thì không biết là coi như là về người ta có la mình hay không đây. Xem mượn nha, làm gì có tiền mua xe, nghèo lắm, nhà không có xe, không có gì hết, là nothing. Tên răng dưới bình xăng. Trời ơi, nghèo thế này mà cứ nói tôi giàu chỗ nào không biết, nghèo lắm các bạn. Đây. Đó, đi xe này, mượn nha, xe mượn nha. Mượn thôi. Dừng lại đây chút đi mua vài snack vừa đi vừa nha cho nó vui. Nhớ các bạn, 11 giờ buổi sáng ngày Chủ nhật. Bây giờ ngày thứ năm rồi này, thứ sáu, thứ bảy Chủ nhật. Ngày 24 tháng 3. Có mặt tại Phước Lộc Thọ các bạn nha, khánh thành trụ cờ Việt Nam Cộng Hòa. Mời nha, mời nhất là những cái bạn mà ở bên quanh đó, ở Cali, ở Bắc Cali xuống chơi cho vui nha. Tôi ở xa thế này tôi cũng đi được. Bây giờ hiện nay nhiệt độ bên ngoài là khoảng 16 độ C. Không biết bao nhiêu độ F, ở bên tôi dùng độ C, tôi chả biết độ F. Trời cũng hơi lạnh lạnh thôi. Cũng lạnh lắm. Các bạn thấy cái khung cảnh bên bên Washington nó giống như bên BC tôi vậy, khác gì hết. Gà bằng. Ý chang vậy nha. Khác gì hết. Thấy không, khung cảnh ha. Ý chang vậy không. Đây rừng núi nhiều lắm nha, cây cối nhiều lắm, Đà Lạt mà kể vô. Đà Lạt năng thua gì hết. Hồi đó tôi ở Việt Nam tôi thích lên Đà Lạt lắm, tại vì Đà Lạt cây cối nhiều, giờ Đà Lạt mà kể vô năng thua gì hết. Đà Lạt bây giờ cây nó chặt hết rồi. Trời ơi, bên Washington thì cây cối tùm đẹp quá trời luôn. Nhất mở cửa cho sếp vô. Đều có sếp khổ vậy. Các bạn thấy không? Đẹp không? Có đẹp đúng không? Đà Lạt mà kể phố có cửa nha. Đây cây cối nha. Đà Lạt mà kể phố. Các bạn biết cây bây giờ nó cọc lá hết trơn rồi, vừa rồi mùa đông đó. Hết mùa đông xong là cây nó mọc ra, lá nó mọc ra đẹp lắm. Bên này nó vậy. Bây giờ đẹp chưa? Bây giờ lát nữa giờ là tôi đi vô trong kia, kiếm ly cà phê uống rồi mới đi tiếp. Thôi. Tôi làm cái clip ngắn này để tôi báo các bạn biết là ngày Chủ nhật 11 giờ buổi sáng trước mặt Phước Lộc Thọ. Tôi mời tất cả các bạn khán giả có mặt tại đó để mà làm cái đại lễ khánh thành trụ cờ Việt Nam Cộng Hòa. Mình giao lưu từ 11 giờ tới 3 giờ, có ăn trưa có ca nhạc nữa. Mời nha. Bây giờ kiếm ly cà phê đi uống cái đã. Bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại nha. Bye bye.